Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự hai đối tượng giả danh công an dùng hung khí khống chế một người dân cướp sợi dây chuyền vàng. Trước đó, Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp nhận tin báo của anh Trần Hoàng Hiệp, 21 tuổi, trú tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột về việc anh Hiệp đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ Ea Cao, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột thì bị hai người tự xưng là công an rồi ép lên xe máy chở về trụ sở làm việc. Sau khi đi được khoảng 2 km vào đường rẫy cà phê vắng vẻ, người ngồi sau rút kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh Hiệp rồi tẩu thoát. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ hai đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tợn trên. Đó là Phan Ngọc Vũ, 40 tuổi, trú tại phường Tự An và Vũ Thanh Hổ, 39 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai nghiện ma túy và quen biết nhau khoảng 10 năm nay. Ngày 5 tháng 1, vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên Vũ rủ Hổ đi cướp tài sản.